Winter S3 ngang ngược, đang hát thì đột ngột im lặng, muốn dặn mặt anti sau lùm xùm lip sync. Thành viên S3 cố tình bỏ một đoạn lyrics như để chứng minh màn trình diễn hoàn toàn là live, không hề lip sync như anti chỉ trích. Trong dịp tham dự lễ trao giải và show âm nhạc cuối năm, S3 liên tục bị chỉ trích vì hát nhép lộ liễu. Nhiều ý kiến cho rằng, từ khi debut đến nay, sân khấu hát live thực sự của S3 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhóm nữ như SM bị mỉa mai thiếu tôn trọng khán giả, có vocal hàng xịn nhưng chẳng bao giờ phô bày tài năng hát live mà lạm dụng việc lip sync. Mới đây, một video về S3 bất ngờ viral trên mạng xã hội. Video này cắt ra từ màn trình diễn Dream Come True của S3 tại Inkigayo ngày 9 tháng 1. Chi tiết đáng chú ý trong video chính là cảnh Winter ngang ngược, cố tình không hát live hát của cô nàng. Nếu đúng như bản thu âm, Winter sẽ phải hát lyrics "You Gotta Be Mine" trước khi hát Dream Come True. Tuy nhiên, khi đến lượt của mình, Winter đã im lặng, nhìn thẳng vào camera, không hề lộ biểu cảm rối bời vì quên lời. Người hâm mộ cho rằng đây là động thái đáp trả của Winter sau hàng loạt chỉ trích về chuyện lip sync của S3. Nếu S3 thực sự hát nhép, thì phân đoạn "You Gotta Be Mine" sẽ không bị cắt ngang im lặng đột ngột như vậy. Chính vì thế, fan tin rằng Winter không hề quên lời mà cô nàng ngưng hát vì có mục đích. Người hâm mộ cho rằng S3 không hề lạm dụng lip sync như chỉ trích của anti. Các thành viên sở hữu giọng hát và kỹ thuật quá tốt nên hay bị nhầm là hát nhép. Qua tình huống lần này của Winter, các fan hy vọng lùm xùm lip sync sẽ lắng xuống và nên fan có cái nhìn khác về khả năng hát hò của nhóm. Một số bình luận, Winter cố tình đấy, nhìn mặt bả kia, cứ bảo chị hát nhép thì chị không hát đấy, xem mấy cưng bảo sao. Phân biệt nhép hay like thì chỉ có fan nhà SM mới biết được thôi. Cả SM lên nốt cao không nhăn mặt, hát rất thoải mái, nên cứ tưởng toàn hát nhép không ấy. Hóa ra Winter không hát để khẳng định nhóm không lip sync à. Ngầu quá chị tôi ơi, Winter cố tình không hát phát cuối để dằn mặt anti là mic đang bật. Từ khi debut, Winter S3 vướng không ít thị phi. Gần đây trên một số diễn đàn mạng Hàn Quốc đã xuất hiện tranh cãi liên quan đến nhân cách thời còn đi học của Winter S3. Theo đó, họ đã phát hiện ra một tài khoản SFM thuộc về một người tên là Kim Min-young. Bên cạnh việc có tên trùng với tên thật của Winter, chủ tài khoản này cũng sinh năm 2001, đến từ thành phố Yangshan, tỉnh Gyeongsan, giống với thành viên S3. Chính vì điều đó mà tin đồn đã ngày càng lan truyền rằng đây chính là tài khoản SFM mà Winter sử dụng thời còn là học sinh cấp 2. Điều khiến tài khoản SFM này gây xôn xao là bởi các câu trả lời được đưa ra một cách khá bẩn cợt, thậm chí sử dụng nhiều từ ngữ chửi thề và các trò đùa thô tục. Không những vậy, chủ tài khoản này cũng là một fan của EXO và cũng thường xuyên vẽ biếm họa các thành viên, bày tỏ tình cảm và sự hứng thú với họ, nói những câu như đồ khốn rác rưởi, thật là quá, thằng này, tôi từng có hứng thú với Chanyeol, anh ấy thật sexy với sáu múi, Kai. Mặc dù đây là điều khá bình thường, nhưng vì nhiều người nghi ngờ đây là tài khoản của Winter, vốn xét theo thời điểm đó chỉ mới là học sinh cấp 2, nên cho rằng nữ idol có nhân cách không tốt đẹp, thậm chí là gây tranh cãi vì hiện tại cô đang cùng một công ty với tiền bối EXO. Một trong số những câu trả lời SFM của tài khoản này có nhắc đến Kai. Khi được hỏi, bạn có xem EXO's Showtime không? Không phải tôi nghĩ bạn sẽ xem, nhưng tôi vẫn hỏi thử, gửi 7 năm trước. Tài khoản Kim Min-young trả lời, tôi có xem chứ, và tôi chỉ chờ để xem Kai để lộ da thịt của anh ấy thôi. Những bức ảnh chụp lại các câu trả lời SFM này được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các diễn đàn. Nhiều người tin rằng đây là tài khoản của Winter. Chính vì vậy, nữ idol đã hứng chịu không ít các suy đoán ác ý và chế nhạo nhân cách của cô trong quá khứ, đặc biệt là về sự phát cuồng và có những bình luận như quấy rối Kai. Bất chấp điều đó, SM và Winter vẫn giữ im lặng về tranh cãi này.